Chào các bạn. Hôm nay tụi mình sẽ tiếp tục với một trò chơi mà có khá nhiều bạn yêu cầu làm luôn, đó chính là trận chiến ăn theo dai, giòn, mềm và cứng nha. Nói chung là ăn theo bốn cái đó: dai, giòn, mềm và cứng. Ở đây là mình có là 15 cái lá hâm. Ở trong đây là mình đã viết là dai, giòn, mềm, cứng, tập lum la, nói chung là đủ 15 cái lá hâm này. Mềm mình sẽ hả vào trong đây. Rồi ở đây là hình phạt các bạn, có 5 hình phạt tượng trưng cho 5 vòng chơi. Lần đầu tiên bạn không hết là sẽ bị cái này ốp lên đầu và gõ cái bon. Lần thứ hai không ăn hết cái hoàn thành thì sẽ ăn wasabi. Lần thứ ba là sẽ ăn một thẻ vàng. Và lần thứ bốn không hoàn thành sẽ ăn giấm gạo, uống giấm gạo nha. Và lần thứ năm bạn tiếp tục không hoàn thành thì sẽ làm một muỗng bột ớt các bạn. Bột ớt cửa gà. Wow, gà đã biết ngầu rồi. Bên ekip mọi bạn đã thấy cái đủ 15 món và đã sắp xếp nó theo hàng đó, là cứ việc bóc vào cái gì thì sẽ bưng ra cái đó và hưởng thức thôi bạn. Rất là đơn giản nha. Hưởng thức. Đúng rồi, nghe câu hưởng thức. Đâu sẽ có những món ngon và những món dở chứ, trò chơi này luôn có như vậy bạn. Không có sự công bằng đâu. Cứ thằng nào bóc vô cái món dở thì gán chịu, mà món ngon thì gán chịu thôi. Ok cho ai bóc trước. Rồi ăn nó mở hàng. Bóc rồi đưa ra nha, ba thằng cùng bóc và đưa cho bạn coi thử coi là chúng ta có gì. Dẹp này luôn nè. Ồ, mềm. Ok, mềm. Wow. Đây là sáng cho các bạn cùng coi nè, là mềm. Sáng như ba tờ cho vậy nè. Đó. Rồi chúng ta có là mềm, cứng và mềm nha. Tức là thằng Tý Dương ăn là cùng mềm và chúc hai thằng sẽ được quyền lựa chọn. Wow. Đổi nhau phải không? Okay. Còn mình thì cùng mình cứng thôi nha. Rồi lên luôn em ơi. Rồi hai cô có muốn đổi không? Không. Đổi không? Không luôn. Rồi ok, vậy là ba thằng cùng mở lên nha. 1, 2, 3 lên. Oh. What? Yeah. Hey, bánh lăng. Oh my yeah. Mềm chính là bánh lan các bạn. Bánh lan cô ăn. Bánh lan thì ăn rất là mềm luôn. Rất là như thảo hủ vậy á. Dạ. Đúng rồi, rất là mềm. Rồi tiếp theo là củ cà rốt. Củ cà rốt này thì là bao cứng luôn nha các bạn. Và tiếp theo là một muỗng sầu riêng. Em không biết ăn sầu riêng. Em nghe nó vui vui sao á. Tờ nó không? Đổi không? Đổi không? Đổi không? Rồi, nói chung là tí nó vô sầu riêng mà nó lại nói nó không biết ăn là xác định là chuẩn bị đem hình phạt ra. Rồi mình củ cà rốt với bạn. Còn em bánh đăng quá đơn giản. Rồi cho đơn giản ăn trước thử coi ngon mềm không. Thở nó mềm kìa. Hoa tan trong họng luôn. Hỏi cần nhai luôn chứ mấy lưỡi đè cái là rồi. Đúng rồi, rất là mềm đúng không? Rất là ngon. Trời sao nghe nó tanh tanh. Em hết trò chơi này rồi đó. Đúng rồi, thử thách mềm rất là đơn giản đúng không? Rồi tiếp theo là tí mềm cho nó ăn luôn nha. Chứ nghe nó tanh tanh sao? Sầu riêng nó hú hôm gì mà la húi là sao? Em nghe... là người Trung Quốc hả? Nghe nó húi húi sao á? Giờ có ăn không ăn để lại cho mọi bạn ăn rồi chịu phạt. Tờ ở mềm gì mà chơi kìa. Tờ hả? Đáng ghét hả? Đáng ghét là sao? Không biết nữa. Chắc là như ăn bia. Vậy ăn nổi không? Lấy đồ gõ đầu đó. Gõ đầu đó, nhìn ăn ghê quá à, đừng le lưỡi ghê quá em nội. Ăn ngớ à. Sầu riêng phải vậy chứ. Nghe húi húi sao á. Sao sao á. Mà được không? Hơi rắn xíu rồi. Đúng rồi, sầu riêng là phải vậy chứ. Nghe mà nghe nó tanh tanh. Chắc là cái không thử ra. Mình bủi ăn thôi. Giống như người nước ngoài các bạn. Nói chung là mấy người nước ngoài có người ta không ăn được sầu riêng, người ta la húi. Thằng này chắc nó cũng đẻ nước ngoài chứ không phải Việt Nam mình đâu. Nó ăn sầu riêng không được. Mà ăn được đúng không? Ăn hết nha. Ăn nghét à. Nhả cái là gõ đầu liền luôn. Em xong rồi. Wow. Quá đơn giản. Cái này sao ăn ta? Củ cà rốt này gắt lắm anh. Bữa em ăn y vậy anh nha. Bữa anh cho em ăn nha. Cái này như là ban tổ chức làm ra cái củ cà rốt này là để cho người nó chịu thua các bạn. Chứ thật sự là ăn không được. Hôm bữa anh cho em ăn hết nửa củ á nha. Mà cảm nhận đi anh. Bè. Khó ăn lắm á. Thấy nó ngát rồi. Bè. Nó ngọt ngọt. Vậy là anh sắp được gõ đầu rồi đó. Nó đang đen 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 lại gì vậy? Khó ăn quải luôn á. Giống mấy con dồi quá. Rồi sau một hồi ăn cái củ cà rốt này thì mình xác định là mình không thể nào ăn hết được cái củ này nha các bạn. Cắn vài cái ăn chơi bé miếng thì được thôi chứ ăn hết củ này là chết chắc luôn. Mình chịu phạt nha. Không thể nào ăn được cái củ này hết. Ăn xong được nha. Vậy sao vậy? Còn có trời gì sao mà? Đó hay cho trời ơi ăn gì phí ghê không? Ủa ăn hết cái đó luôn phải xong á. Hello. Đó luôn. Nó phải sơ đâu, nó là muối á.
Là đầu tiên mà thấy ai sầu riêng mà là húi. Đó là người nước ngoài các bạn. Ok, vậy là có một mình bị phạt rồi, lên luôn. Anh nghe à. Ai gõ anh hả? Em gõ hả? Ờ, cho em gõ. Yêu thầy. À, yeah. Wow. Nói chung là mới có vòng 1 là mình đã bị phạt các bạn ơi. Đây là một câu chuyện buồn. Rồi, nói chung là vòng 1 là mình đã bị tạt ở cái củ cà rốt các bạn. Và ba cái tờ này là sẽ bỏ ra, không sử dụng nữa. Và lấy lên 12 tờ còn lại. Mình là người mới bị phạt nên mình sẽ bốc trước nha. Em dư âm là anh sẽ ăn đủ hình phạt luôn á anh. Rồi, ai cũng bóc cái gì bóc đi. Wow. Chết rồi. Mềm. Mềm của anh là giòn và tí là cứng. Mấy cái cứng là thường là rất là kinh khủng, bạn nghe cứng là biết nó kinh khủng rồi. Xong rồi, ok, đem hàng ra luôn chị ơi. Tại sao anh dám ở cái mùi gì á? Sầu riêng. Bởi vậy ăn sầu riêng mà hình như khỏi cái nồng độ cồn rồi, vậy nó ra nồng độ cồn á. Vậy chút ở nhà em ngủ luôn, đừng đi đâu hết nha. Công an bắt á. Không xúc miệng anh. Xúc miệng luôn. Ờ. Và cuối cùng là do không có ai trùng với nhau hết nên không có đổi nha, lên thẳng luôn nha. Nè, 1, 2, 3, lên. Ủa. Yeah. Ủa? Cái đầu đây, đây, dẹp. Anh Tý là được một cái hũ kẹo nha bạn. Hũ kẹo rất là đã luôn. Kẹo mà đắt nghe cụp luôn á. Kẹo đây. Có đồ bảo vệ đồ ha, đã ha. Đây, đổ kẹo ra. Quải hương tuyết nữa. Wow. Hay vậy, rồi tuyết bông, nữa bông, bông tuyết. Ờ, bông tuyết nữa nè, bông tim rồi đó nè. Cái hông đó nè. Rồi hình hộp quà đó nè. Rồi, ăn thử cái. Thôi, cắt là giữ luôn, ăn đây lắp vô thử coi. Cắt là cái rộp nha, mới là gọi là cứng nha. Tờ nó cứng nha, cắn kệ ăn luôn nội. Thôi được rồi, em ngồi em múc hết cái cục đó rồi. Ngon không? Đi cái kẹo bình thường thôi, mà nó cứng thôi. Có hơm hay gì không? Hơm, hơm, hơm mùi gì? Trái cây. Hương trái cây. Hương ổi, nghe hương ổi. Vậy là có mỗi cục là mỗi hương khác nhau á. Thấy nó có nhiều màu rồi. Mà em thấy cái dĩa này là cũng hơi gắt á các bạn. Cái răng em ghi cũng phê lắm á. Nên chỉ bỏ nhiều vô cho nó tan. Tờ tan hả? Cái tan sáng quá. Rồi ok, nói chung là tí là vô kẹo. Và tiếp theo là mình là được một cái giòn nha bạn. Giòn, được bánh oxy 4x. Nách bắp 4 lớp nha. Bánh oxy, cho cái dĩa luôn em. Wow. Tờ, gì nhiều dữ hả? Đây là cái bánh bắp 4 lớp nha bạn. Mình sẽ ăn thử cái độ giòn của nó nha. Giòn. Cho em thử miếng ăn. Em thích ăn đó. Cho bánh. Miếng ăn cái này xinh, cái này xinh đó các bạn. Thử cái giòn, thử cái giòn. Nha, thấy bánh là lạ quá. Vừa kẹo vừa bánh luôn. Thở giòn ha. Bánh này ngon ghê. Ngon á. Có phô mai hay gì á. Bắp. Nó vừa mặn mặn vừa cay. Nó mặn mặn cay cay rồi rất là giòn luôn. Cho em chắc nước ra nha. Tàu hủ mềm các bạn. Ngang là bóc về chữ mềm và được tàu hủ mềm và đúng mềm luôn á. Tàu hủ mềm Ichiban gì nè. Đó. Mình sẽ cho nó đậu hủ nước bán qua đây. To rồi. Ôi cái này ăn sống được à. Tàu hủ mà. Hủ nó sống được mà. Sao? Đặc nhất. Đặc nhất à? Ừ, mềm xèo. Mềm. Bánh lăng với lại này tàu hủ nào ngon hơn? Bánh lăng ngon hơn. Cái này giờ mình có bỏ đường thì được ha. Đặc xịt tương ớt hay cái gì cho có mùi vị. Ôi quỷ tí nó quất hết. Còn bốn cục luôn kìa. Wow. Chậm luôn. Thế đâu bỏ nhiều bên là nhai lên hết rồi. Tan cái này mau tan lắm. Ok. Nó tuy nó cứng nhưng mà mau tan. Tàu hủ đầy gắt à. Rồi tí nó hoàn thành nha các bạn. Hoàn thành rồi. Rồi dẹp dĩa luôn. Ok, mình cứ ăn ngoài thầy rồi nha. Ngon ngáo không? Ngán lắm, mình nhận nhận luôn á. Ừ. Cho em thêm cá nha, mỏi chắc lắm. Ok, dẹp. Tiếp luôn ha. Rồi, tiếp luôn. Em bỏ trước em. Hên luôn. Ây da. Ô, mềm. Ây da. Yeah. Dù. Mềm. Oh, kết quả là mềm mềm và cứng đúng không? Mềm cứng mềm, là biết gắt rồi nha. Ok, lên hàng luôn.
Rồi ok, tí mềm, anh mềm luôn. Mềm, vậy là mình chưa tí được quyền đổi nha. Này là mềm. Rồi. Đổi em, anh em tôi xì đổi. Và đây là cứng. Cho em đổi, đổi nào. Tôi xì đổi cho anh, đừng cho. Đúng rồi, đừng cho lửa. À, không cho lửa, không cho bóc. Ok, tôi xì lửa nè, 1, 2, 3. Lấy nào. Lấy này đi. Ok, nó chọn cái giữa nha. Thầy giới thiệu lấy hả? À? Thầy không biết không, hên xui mà. Thầy nặng hơn. Không, cãi đấy, này nhân phẩm. Ok nè, ba anh em cùng bấm cùng lúc nha. 1, 2, 3, go. Đùa. Chuối, đồ bè Việt Nam. Tại sao mà giọng cái cây không hả? Rồi, cái quả là tí nó đẩy qua cho mình cái hộp cua bay của bò cười các bạn ơi. Ăn quốc lần quy hộp mấy miếng à? 10 miếng. Chuối. 8 miếng, 8 miếng, 8 miếng. Chuối, 8 miếng. Đồ bè Việt Nam. Còn tí được chuối đô be y của em luôn. Còn ăn được đó. Phải cắt cho bạn coi độ cứng đó chứ. Cắn 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 cắn. Sao vậy? Mềm mà. Mềm như cái rộm rộm như mềm á. Ừ, ăn gần giống cua khắn luôn mà. Ngọt không? Không không. Thôi, thôi đúng không? Không, không, không có gì giống sắn nữa nè. Thôi, thôi lắm. Đúng rồi, cũng phải giống không? Nói chung là cái màn này là như là màn gõ đầu ăn vậy á. Sao ăn nổi cái củ đó? Không, nó trông giống sắn để ăn cái vỏ. Cái vỏ thôi, mà cái gù ăn được hả? Ừ. Nhưng thôi. Mà em xin chết à. Lấy đồ gõ ra đây. Đây, pha lục chuối thành thánh. Đấy. Chuối thì đơn giản rồi. Chuối gì khó ăn lắm. Hay là một hai nguyên cây luôn thử coi mấy bạn mới tầm trồ. Đó, đút cây vô tới cuốn hậu thử coi. Đó, nhiều người. Cắn cây nửa cái rồi. Có như là nửa cái rồi. Ngứa mỏ mà. Rồi mọi bạn là phạt ngang coi, từ từ gõ, gửi lên cái vậy nè, đó cho bạn coi là đây là cái chữ subscribe nha, rồi gọi em. Ngứa mỏ. Trời ơi. Đúng rồi, nhiều đầu. Đúng rồi, nãy nó quýnh anh y vậy luôn á, u đầu luôn á. Rồi ok, nói chung là ăn nó bị tạch lần đầu tiên. Tí thì đang hưởng thức cái trái chuối của nó nha. Còn mình là sẽ quất 8 miếng phô mai của bọc cười. Trời ơi, 8 miếng là phê lắm nha bạn. Hôm bữa em ăn 5 miếng nha. Bỏ cừ ăn ra. Trịnh mặt đẻo ghê luôn nè. Cừ ha. Mình đang bùa á, còn cười nữa. Ngon rồi nha. Đang nướng rồi nha. Rồi, ăn tí đó, hoàn thành trái chuối rồi nha. Bây giờ mình sẽ ăn phô mai con bò cừ. Mày gỡ sao ta? Xé lại hả anh? Xé lại luôn hả? Ừ. Sao sao á. Em ăn xong vậy em nghe ngứa mổ à. Hay cục tao mà rất là ngon nè. Không có mùi vị gì hết. Không có mùi vị á. Cái cục thứ ba nó có mùi vị. Béo. Ngán. Cái hương gì á? Hương gì, hương gì? Nó làm gì có hương. Nó chỉ có béo rồi. Nó ăn rồi, anh phải mua cái nào mà đậm đậm. Ờ, nó mặn mặn đúng không? Mặn dễ ăn đúng không? Mặn mặn hay ngọt ngọt gì đó. Cái hai loại mặn mặn ngọt ngọt, cái này không mùi không màu không gì. Cục thứ hai. Nó nghe nó nhận nhọn đau quá. Quế quá. Tình này là anh sẽ chết. Nó vượt qua giới hạn. Nó vượt qua giới hạn đó. Kệ không, dĩ nó để nhà tài trợ sẵn rồi anh. Anh có lo được. Anh lo được, anh lo được. Em cũng lo được á, mà tới cục thứ 6 rồi em. Nuốt không vô, mà gán nuốt vô. Dễ mà. Ừ, dễ lắm, cục này 3 cục, 4 cục rất là dễ, nhưng mà cục thứ 5, cục thứ 6 ghê lắm. Tùy người, cái này là tùy người thôi. Chứ không có dám nói được đâu. Béo lắm. Ừ, có người ăn béo được á, được bao nhiêu cũng được. Quả này dùng dĩ ăn hết luôn anh. Rồi 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 rồi. Cuộc sống này. Nhà tài trợ đâu, nhà tài trợ đâu. xong rồi, xong rồi. Trời ơi mẹ ơi. Quốc lần 3 cục các bạn. Nhai y như là nó cứ trộn vậy, nó không có xuống. Nó béo béo sao á, ăn một cục thì được mà tức ăn là ba cục thì nó quá ngán chị không nổi. Vì lẹt không? Béo không? Giờ em đi chờ. Ok. Ơ thằng em hình phạt gì? Béo hai mà phạt vô đây thì chết à. Con miếng mà.
Vậy là không biết nữa nè. Rồi tới lúc nữa tí nó bị phạt là mình cũng cho nó vô đây luôn nha các bạn. Mới có cấp 2, lần thứ 2 bị phạt rồi cho mình ăn nguyên bún mà nó xịt nguyên đường luôn. Ăn cho khua cho nó, ăn cho nó đỡ. Ủa bị nước cay quá, cay quá. Cay quá. Bữa muộn hả vậy? Thằng nào uống hết nước hả? Lại cái chai nước còn nguyên, thằng nào uống hả? Làm gì còn nước? Mày điên hả? Bà cay quá. Chị dám vô, chị dám vô lại lên. Hồi nào uống nước của ai ra cái nước anh uống mày. Nó cầm nãy giờ cái ai cầm. Chà. Phục vụ kiểu này chết rồi. Luôn à, không cho uống. Chút chút thằng cay vậy, cái chế dám vậy. Mình kêu lấy cái nước cho mình uống nữa, bánh cao không có nước. Nói chung là cái phô mai của mọi người đó mình tưởng đâu là nó rất là dễ ăn, ai ngờ nó ăn không dễ chứ bạn. Mình đã bị tạch. Lần thứ hai rồi. Nó là không chuyện buồn. Rồi mình xin phép bấm trước nha. Đây, một tuần này. Rồi em thấy rồi, em thấy rồi. Thấy gì? Em thấy chi xê đứng trước anh rồi. Cái gì? Trời. Ủa? Ủa là chi xê mà. Ủa? Xê mì dai. Em lại dai luôn. Rồi, kết quả là dai, giòn, dai các bạn. Lên luôn bồi bàn coi. Dai. Giòn. Dai. Dai hả? Rồi hai này có đổi không? Đọc được không đâu, cứ kinh lên ăn gian sao? Và đây là giòn. Hai cú có đổi không? Em sao không được hết á. Tí đổi không? Không, không đổi luôn. Rồi ok, vậy ba thằng cùng lên nè. 1, 2, 3, GO! Wow! Đây chúng ta sẽ có là một con khô mực bự bằng cái bàn tay luôn các bạn, rất bự nha. Và một miếng con trái cũng bự gần bằng bàn tay và một cục thịt bò. Nửa bàn tay. Nửa bàn tay nhưng mà thịt bò thì một viên cục bự như vậy, nó dày như vậy thì nó là bao dai luôn các bạn. Rất là dai luôn á. Nhất là thịt bò luộc, bao dai. Em ăn thử á. Còn cái con khô mực của một tí thì mình không cần bàn cãi về cái độ dai của nó nha. Em ấm ảnh luôn á. Đúng rồi, ăn mỗi miệng luôn á. Ăn cái dai trước đi. Ừ, xem nghe. Còn lại mình thì ăn cơm trái là giòn các bạn. Cứ xin dễ dấp vào cho miếng tương ớt nè. Lụm luôn. Thường là một cái miếng như vậy là người ta uống lon bia rồi đó. Nó dai nó uống bia mà. Tới em uống bia rồi, giờ em ăn mồi. Ừ. Đúng rồi, trong bao tử hết mà. Còn có ăn sao được không, dai không? Cái gì vậy? Nút dính quạt nghẹn luôn à. Nó dai quá. Thật hả? Đúng là dai quá, mật mà. Dạ. Biểu diễn ngành leo. Xong rồi á? Xong. Rồi bây giờ chỉ còn có một tí là nó còn vô đây khô mực nè. Qua đây cho bạn coi coi. Đó, một tí còn vô đây khô mực nữa nha các bạn. Này nó sáng rồi. Xong hàng không? Không. Gâu cứng nha, không phải dài. Gâu cứng hả? Rồi được rồi, dẹp cái dĩa này đi. Rồi lên tiếp theo luôn. Rồi bây giờ là vòng cuối cùng nha. Có miếng ghế đâu mà. Ở đâu hả? Ok, vòng cuối cùng các bạn ơi. Rồi tí bật một chút trước đi. Rồi tiếp theo là ăn. Và tờ cuối cùng thuộc về mình nha. Giòn. Tờ dài. Cứng. Đậu xanh á. Giòn, dai và cứng các bạn. Rồi lên luôn chị ơi. 1, 2, 3, lên. Wow. Gì vậy? Wow. Dẹp. Cái này có gì chơi đây nữa không? Tí được này là bánh đa các bạn ơi. Bánh đa có dừa hả? Bánh đa dừa. Mình tí được cái bánh đa. Xin rồi nhất. Mình được quyên con rau bạch tuộc. Bạch tuộc, rau bạch tuộc. Trời ơi mẹ ơi. Nguyên cái rau bạch tuộc các bạn có thấy xúc với cái đồ bám nè. Rồi ăn là được một cục nước đá các bạn. Đây, một cái chén nước đá có hai cục nhỏ, một cục lớn. Này là bao cứng luôn nha. Ok, cho em đi diễn trước đi.
Im lặng nghe cái rộp rộp nè. Thờ cứng không? Ây gần quá. Mà cứng không? Cứng không? Cứng không? Quá cứng luôn á. Nước đá mà. Rồi tiếp theo là giòn đi. Thôi anh còn đang nghe này. Vì anh biểu diễn cái khó thức luôn hả? Em nhắn từ vòng trước tới vòng này luôn mà em thấy rồi. Rồi đây là dai nha bạn. Thì nó ghê ghê thì sao? Nó dai mà. Lột da nó ghê quá à. Đây, cho em biểu diễn ăn này nha. Ừ. Giòn đúng không? Giòn. Quá giòn. Quá giòn luôn. Ngọt ngọt sao á. Thơm. Ăn cục đá này giòn nổi da gà quá. Rồi mình sẽ ăn cái vòi bạch tuộc và lần là biểu diễn chính xác hơn nha. Ê, ghê quá à. Hơi ra nữa rồi. Ghen cái chạch này chạch luôn á. Ồ. Ăn luôn kìa. Nhanh nhất. Chưa gớt cái gạt vô đây là mai á. Em còn cục cuối à. Sao tanh quá à. Đúng rồi, còn bao tanh luôn á. Cục cuối bự dưa. Có thịt hả? Có. Dạ giá à. Nổi cả da gà. Bạn ơi, rơi vãi luôn bạn ơi. Thôi mấy cái xúc tu này gỡ ra được nè. Cái núm này nè. Núm hút đó nè. Gỡ thử cái ăn. Nó như cái gì ta. Cái độ hít chay trên tường vậy hả? Đúng rồi. Gắn gỡ ra anh. Tháo rồi gắn gỡ ra. Hút lại hả? Ừ, hết chai. Hút ra. Ừ, hút. Nó bị hết đáng, hết dụng rồi. À, thử gỡ giòn mà. Giòn gì? Ngén quá rồi. Mày ngọt mà ngén quá rồi. Thua quá. Bây giờ đau quá. Nó ghê dữ. Mình thử làm gì anh. Em không ở nha. Ok. Mặn chua à. Ngọt quá. Rồi kết quả là mình chưa xong con bạch tuộc thì tí đậu hà các bạn. Bị sao đậu hà các em? Nó ngọt thì nó gích gích sao á. Nó ngọt quá. Ngọt quá, quá ngọt. Nó nướng cái nó rảy đường lên cái nó bổ. Vừa lên mà nó ngọt mà ăn cả mấy em mấy đường mà nó dẻo luôn á. Gì hả? À, chúng ta không cần nói nhiều, nói chung là tí nó sợ ăn ngọt và nó đầu hàng. Đúng rồi, em đã ăn chua, em thích ăn. Rồi. Ủa chưa mà. Thứ đi, bạn ơi, bạn ơi, cái nóng liền luôn nè. Ok, đây là nút like các bạn. 1, 2, 3, like. Từ từ. Má nó gọi cười cái gá đập vô đầu đúng không? U đầu luôn á. À, rồi ok, nói chung là thằng tí là tạp rồi. Bây giờ là chỉ còn có mình là mình nghĩ là mình sẽ ăn cái đuôi này thôi nha bạn. Mấy cái phần xúc tu nó rất là ghê luôn, nhìn cứ như da vậy, nó thịt gần nè. Nên mình sẽ ăn cái đuôi này xong là kết thúc nha. Này cái gà coi cái độ gà có là ổng. Nói chung là cái bò bà tuột này nó ăn nó rất là dai. Mình nghĩ là nếu chấm muối tiêu chanh ăn chắc ngon mà. Đúng rồi, còn ăn không thì nó gặp nhắc lại dai các bạn, không có ngon hết. Ok, hoàn thành cái giò bạch tuộc. À, nói chung là kết thúc cái trò chơi hôm nay là mình ăn bị phạt một lần. Dạ. Đúng không? Mình tí bị phạt một lần. Và mình bị phạt hai lần nha bạn. Nói chung là cái vòng cuối ăn con bạch tuộc mình đánh giá là ăn rất là dai luôn. Dai nhất trong nhảy vô thử thách mình ăn luôn. Sao dai mà con mật của em cũng nghe ngửa. Của em nhai mỏ miệng của anh thì nó dai. Con em mạch nhạt. Đúng rồi, của em là dai nhát. Của em là dai nhát. Của anh là nó dai gì không được. À, nhưng mà kết thúc video này, bạn là hết video này, hãy nhấn like, chia sẻ cũng như nhấn nút đăng ký kênh và nhấn cái chuông á để khi tụi mình ra video mới là các bạn sẽ nhận được thông báo nha. Tạm biệt các bạn.